Đầu video, Lộc Nguyễn xin mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì Lộc Nguyễn cũng đi quay cho quý anh chị những cái căn nhà đẹp, những cái căn nhà giá rẻ để cho quý anh chị cập nhật nhiều mẫu nhà hơn nha quý anh chị. Và quý anh chị ơi, quý anh chị hãy yên tâm khi đi xem với Lộc Nguyễn thì quý anh chị đi xem là đúng nhà, đúng vị trí cũng như là đúng giá, không có sale ảo nha quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà muốn đi xuống đi xem nhanh chóng không mất thời gian á thì quý anh chị hãy chia sẻ cho Lộc Nguyễn cái nhu cầu mua nhà hoặc là mua đất trong những cuộc gọi đầu tiên để Lộc Nguyễn nắm bắt được cái nhu cầu của quý anh chị và sẽ xem cái sản phẩm nào phù hợp thì dẫn cho quý anh chị đi đến cái sản phẩm đó xem để mình chọn lựa được những cái căn nhà đúng theo cái tiêu chí của mình ha quý anh chị. Nên quý anh chị an tâm nha. Thì quý anh chị ơi, hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà 2 lầu có đến 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Thì chung nhà có những cái nội thất như thế nào thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn để đi tham quan căn nhà này nha quý anh chị. Chỉ có hơn 1 tỷ chút xíu thôi. Hãy theo dõi hết video, Lộc Nguyễn sẽ quay chi tiết và cận cảnh cho quý anh chị tham quan ha. Không, em cứ quay thì giống anh chỉ cho đó, anh nên tự đi vô. Mến chào tất cả quý anh chị trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn. Hôm nay Lộc Nguyễn đi quay cho quý anh chị trong một cái thời tiết rất là mát mẻ và sáng luôn quý anh chị. Nên quý anh chị sẽ được xem những cái căn nhà thật là chi tiết cũng như là cận cảnh hơn nha. Thì cái dãy nhà này chủ đầu tư bên Nhà Đất Lộc Nguyễn vừa hoàn thiện xong luôn nha quý anh chị. Cái vị trí căn nhà này thì Lộc Nguyễn sẽ mô tả cho quý anh chị nắm bắt ha. Ngay khu vực ngã ba Tân Kim, quý anh chị đi lên đi vô con đường tập đoàn 4 thì quý anh chị cũng vô được vị trí căn nhà này, hoặc là quý anh chị đi khu vực ngay chỗ Thánh Thất từ ngã ba Tân Kim, quý anh chị đi lên khoảng 200m thì quẹo phải vô, quý anh chị cũng đi đến được căn nhà này luôn. Thì đường phía trước nào quý anh chị, hôm trước thì Lộc Nguyễn cũng đã quay một cái video giới thiệu 4 căn mặt tiền cho quý anh chị rồi. Thì cái phân khúc nhà, những căn mặt tiền phía bên ngoài á thì mức giá là 1 tỷ 650 triệu. Rồi khi mà quý anh chị đi vào bên trong cái dãy nhà bên trong á thì có cái diện tích á là ngang 3m4 nha, 3m4, sâu vào á là 11m nha quý anh chị. Nhà chúng ta được thiết kế là một trệt 2 lầu, có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh, nhà vừa hoàn thiện xong luôn. Đó, nên quý anh chị thấy con đường rất là sạch sẽ luôn. Hiện tại thì hệ thống cống đã rõ ràng hết cho quý anh chị rồi. Thì khu vực này tuyệt đối là không có ngập nước nha quý anh chị. Rồi quý anh chị nhìn mặt diện phía bên trên nhà chúng ta nè, theo phong cách hình máy bằng ha, với cái tông màu trắng và tông màu xanh đậm ha quý anh chị. Đó, ở phía trên thì có tông màu xanh lá lợt lợt nữa, thì quý anh chị nhìn vào nó cũng khá là đẹp ha. Một cái ngôi nhà hình máy bằng thon dài, nhìn rất là đẹp và sang trọng luôn. Thì Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu từ khu vực bên ngoài để đi vào trong cho quý anh chị tham quan ha. Thì ở phía bên ngoài quý anh chị là phía trên có hai cái ban công ra nè, nhà có 2 lầu thì có đến 4 phòng ngủ luôn. Rồi khi mà quý anh chị bước vào bên trong nhà thì cái sàn nhà quý anh chị nó sẽ cao hơn so với mặt đường. Cái mặt đường phía bên ngoài đã được ốp lát những cái đá, những cái gạch rồi nên nó rất là sạch sẽ ha. Rồi phía bên ngoài thì chủ nhà, chủ đầu tư quý anh chị cũng để cho những cái cây dừa nè, nhằm mang lại mảng xanh cho khu vực nhà chúng ta thêm phần tươi mát hơn nha. Rồi ở đây thì vào bên trong phòng á thì sẽ qua một cái lớp cửa 4 cánh được sơn tĩnh điện với tông màu xám nè, có kính là kính trong ha. Đó, rất là an toàn. Về á, căn nhà này thì quý anh chị có thể làm thêm một cái lớp cửa kéo nữa quý anh chị. Mình kéo vô á, thì nó có 2 lớp cửa thì nó sẽ an toàn hơn nữa nha quý anh chị. Rồi đi vào bên trong khu vực phòng khách nha. Một cái khu vực phòng khách khá là gọn gàng. Ở đây á, chủ đầu tư đã set up cho quý anh chị một cái bộ ghế gỗ rồi. Thì Lộc Nguyễn rất là thích kiểu ghế gỗ này quý anh chị. Cái độ bền nó rất là lâu luôn. Còn nếu mà quý anh chị nào á, mà thích bộ ghế sofa mà kiểu ngồi mềm mại hơn thì chúng ta cũng có thể thay đổi theo nha. Đó. Rồi bên tay trái nè, cũng để những cái khu vực chậu phát tài. Nhìn rất là đẹp phải không ạ?
Rồi ở trên khu vực ở cái khoảng không gian này có một cái bức tường nè. Đó, thì với khoảng không gian này thì chủ nhà cũng đã làm một cái khu vực một cái kệ đựng tivi ha, có một cái tivi sẵn cho quý anh chị luôn nè. Thì khi mà quý anh chị tham quan căn nhà này á, những cái nội thất mà hiện hữu trong video sẽ tặng hết cho quý anh chị nha. Nên quý anh chị về căn nhà này chỉ cần xách vali vào và ở thôi, không có cần sắm sửa nhiều đâu nha quý anh chị. Đó, rồi ở phía trên tường mé bên tay phải nè quý anh chị, có một cái khoảng không gian hình nè, đó hình bóng kính ha. Đó rất là đẹp, ở phía trên có cái đèn chiếu vào luôn. Đó, thì với cái khu vực này quý chị có thể là trưng bày những cái vật phẩm quà lưu niệm hoặc là những cái bình rượu quý á, chúng ta có thể là trưng bày ở đây ha. Rồi. Trên trần nè quý anh chị, trần là trần dự cấp với những hoa văn hình thoi ha, cùng với hệ thống đèn LED giúp cung cấp đầy đủ cái mảng sáng cho cái căn phòng khách của chúng ta. Rồi, đi xuống khu vực phòng vệ sinh ha. Cái khoảng không gian cầu thang quý anh chị nó cũng rộng tầm khoảng 1 mét nha. Đó, đi lên lầu. Một lát là Nguyễn sẽ đi quay lên trên cho quý anh chị tham quan. Rồi, căn phòng vệ sinh của chúng ta rất là rộng rãi luôn, tường ốp gạch lên tầm 2 mét rưỡi cho quý anh chị luôn ha. Rồi lavabo, bồn cầu, vòi sen ở phía dưới thì làm cho quý anh chị là gạch chống trơn trượt nên rất là thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta đi khu vực phòng vệ sinh này. Rồi, đến cái khu vực bếp này là Nguyễn rất là thích luôn quý anh chị ơi. Ở đây á, chủ làm cho mình là một tủ bếp hình chữ Y. Đó, nhìn rất là ngăn ngăn nắp và gọn gàng luôn, với tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè. Rất là nhiều tủ thì quý chị tha hồ đựng đồ ha. Rồi phía trên tường nè, nó được ốp gạch khá là cao cho quý anh chị nên khi chúng ta nấu nướng á, nó không có bị nếu mà văng dầu mỡ lên tường thì chúng ta cũng có thể dễ lau chùi hơn nha. Và có những cái ổ cắm điện nè, có khu vực ông táo cho mình thờ luôn. Và có thêm một cái ô cửa sổ để cho chúng ta lấy gió và lấy sáng nha quý anh chị. Một cái khoảng không gian phòng bếp rất là tuyệt vời luôn phải không ạ? Ở đây á, thì chủ nhà cũng đã set up cho mình một cái bộ bàn ăn tầm 4 ghế nào quý anh chị. Đó, rồi phía bên tay trái nào quý anh chị có một cái tủ lạnh. Đó. Nói chung là nhà chúng ta thì thiết kế theo cái kiểu cho một gia đình hai vợ chồng hai đứa con đầy đủ tiện nghi cho quý anh chị ha. Rồi, phía bên tay phải nè có một cái ống nước vào và ống nước ra. Rồi phía trên có ổ cắm điện, thì với vị trí này chúng ta đặt máy giặt ở đây nha quý anh chị. Cái nguồn nước chúng ta xài ở đây á là nguồn nước máy của nước Hà Lan nên quý anh chị yên tâm là nước sạch an toàn khi mà chúng ta sử dụng ha. Đó, có hai cái bồn để cho chúng ta thuận tiện nấu ăn hơn nha quý anh chị. Quý anh chị thấy cái nhà như thế nào ạ? À? Thấy có phù hợp với nhu cầu và đủ cái tiêu chí mình chọn nhà chưa ạ? À? Với một cái mức giá chỉ hơn 1 tỷ thôi thì Lộc Nguyễn mời quý chị bước lên trên lầu 1 và lầu 2 để tham quan các căn phòng ngủ phía trên, thì một lát xuống dưới Lộc Nguyễn sẽ báo giá đủ cho quý chị căn nhà này là bao nhiêu nha. Rồi, đi lên trên lầu 1 đó quý chị, tay vịn chúng ta được thiết kế bằng chất liệu là gỗ căm xe nè và các bậc cầu thang đã đều ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi. Nên quý chị đi nó cũng sẽ rất là mát chân ha. Rồi, lên trên khu vực lầu 1. Wow, rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Vừa bước vào bên căn phòng ngủ đầu tiên á, thì Lộc Nguyễn bị choáng ngợp bởi những cái nội thất. Ở bên tay phải Lộc nè là một cái giường ngủ. Cái giường ngủ này rất là mềm mại luôn nha quý anh chị. Ở đây thì có một cái nệm cũng như là mền nè, rồi gối nè. Đó, sẵn sàng hết cho chúng ta rồi. Và chúng ta chỉ cần lăn ra và ngủ thôi. Ở đây là một cái bàn trang điểm cho cái người phụ nữ quyền lực trong gia đình của chúng ta ha. Đó, rất là nhiều kệ tủ nè, rất là đẹp đó quý anh chị. Rồi, bên đây là một khu vực tủ đựng quần áo nè quý anh chị. Đó, để mở ra cho quý anh chị tham quan nha. Đó, rất là nhiều kệ để cho chúng ta tha hồ đựng đồ nha quý anh chị. Đặc biệt hơn nữa, nhà phòng chúng ta sẽ rất là thông thoáng. Nếu mà không có cánh cửa này á quý anh chị, sẽ rất là ngộp nha. Tuy nhiên thì ở đây có một cái cánh cửa sổ đó, gió lồng lộng luôn quý anh chị ơi, để cho thứ nhất là chúng ta lấy sáng được nè, thứ hai là chúng ta lấy gió rất là mát luôn quý anh chị. Rồi phía trên đây nè có một cái kiểu là đèn ngủ á, buổi tối chúng ta bật cái đèn ngủ này lên. Rồi phía bên tay trái thì có đèn tiếp hai cho quý anh chị luôn. Rồi rồi cửa chúng ta là cửa gỗ,
cách âm rất là tốt nha quý anh chị. Quý anh chị làm chung phòng ở ngoài không có nghe đâu. Rồi, tiếp đến là khu vực phòng vệ sinh ở trên lầu 1 nè quý anh chị. Ở phía trên có một cái ô rất là thông thoáng và mát mẻ luôn, nên giúp căn phòng của chúng ta không có bị bí bách mùi ha. Gạch ốp tường ốp lên tầm 2,5 mét luôn quý anh chị, rất là cao luôn nên nó khá là sạch sẽ. Rồi những cái thiết bị cơ bản như là bồn cầu, lavabo, vòi sen rất là đầy đủ rồi. Và cái khu vực cửa chúng ta nè làm bằng nhôm, kính là kính mờ không quý anh chị. Đó, tiếp theo một căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh thứ hai. Căn phòng này nó hướng ra phía ban công nha quý anh chị, và cái khu vực này á Lộc thấy phù hợp cho con chúng ta. Nhà mà có hai vợ chồng hai đứa con á thì căn phòng này khá là hợp lý nè. Một cái giường ngủ, một cái tủ đựng quần áo ha. Đó, rồi phía trên đó kìa, nó có một cái khu vực kiểu mà giật cấp vô để cho chúng ta để những cái vật dụng linh tinh ha. Rồi ra ban công này nè quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể nhìn ra được mặt diện chúng ta, một cái khu dân cư rất là đông đúc nha quý anh chị. Thì trong đây có 16 căn, có hai hướng, có hai hướng. Có cái hướng này là hướng hướng căn nhà này là hướng đông bắc nha quý anh chị, và hướng ngược lại là hướng hướng tây hả. Cái căn nhà này là hướng đông bắc. Đó, có hai hướng cho quý anh chị chọn lựa nha, hướng đông bắc và ngược lại là hướng tây nam nha quý anh chị. Quý anh chị đi xuống xem sớm thì chúng ta sẽ lựa được những cái vị trí đẹp, những cái vị trí tốt ha mà chúng ta thích. Rồi, tiếp theo hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn đi lên trên khu vực lầu 2 nha. Rồi, không gian này là không gian của lầu 2. Thì lầu 2 chủ đầu tư sẽ không có setup nội thất cho quý anh chị ha. Là một cái khoảng không gian phòng trống. Thì về chúng ta setup tự do ha quý anh chị. Nó cũng tương tự giống như ở dưới phòng ngủ. Ở dưới ha, có một cái ô cửa sổ nè. Phía trên có những cái đường dây điện rồi để cho chúng ta lắp máy lạnh ha quý anh chị. Rồi, đây là căn phòng vệ sinh thứ ba. Đó, một cái căn phòng vệ sinh rất là rộng rãi luôn. Nhà nào mà đông người á thì chúng ta tận dụng hết phòng để cho một gia đình chúng ta ở. Còn nếu mà nhà nào mà ít người á thì chúng ta tận dụng cái căn phòng này để chúng ta thờ phượng ông bà tổ tiên, thờ Phật, thờ đạo Thiên Chúa, tùy theo tín ngưỡng của mỗi gia đình của chúng ta ha quý anh chị. Đó, trên trần cũng là trần dược cấp nè, có đèn tiếp 2, đèn ngủ cho quý anh chị luôn rồi. Đó, hướng ra ban công. Trên lầu 2 thì quý anh chị sẽ nhìn được bao quát hơn cái khu dân cư chúng ta nè quý anh chị. Rất là đông đúc nha. Đó, phía trước đường chúng ta thì đường thông tứ hướng quý anh chị, quẹo trái, quẹo phải gì cũng ra đường lớn hết nha quý anh chị. Rồi, rồi quý anh chị hãy đi xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa và sẽ báo giá đủ cho quý anh chị căn nhà này là bao nhiêu nha. Anh chị ơi, vừa rồi thì anh chị cũng đã tham quan qua hết từng ngóc ngách căn nhà của chúng ta rồi. Thì Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một căn nhà, thông tin căn nhà này một lần nữa cho quý anh chị nắm thông tin ha. Vị trí căn nhà của chúng ta là chỉ cách ngã ba Tân Kim đó quý anh chị, chỉ tầm khoảng 400m thôi. Và quý anh chị đi lên bến xe buýt quận 8 cũng như là đi qua quận 7 nè, quận 4 nè, quận Nhất nè, theo trục đường quốc lộ 50 chỉ tầm khoảng 12 km, thì đâu đó khoảng 30 đến 35 phút nha quý anh chị. Và căn nhà này á có cái thiết kế là một trệt hai lầu, có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Hiện tại thì chủ đầu tư đang xây 16 căn thì đã bán hết vài căn rồi. Có cái diện tích là ngang 3,4 m, sâu vào là 11 m nha quý anh chị. Hiện tại thì nhà chúng ta đang có hai hướng nha. Hướng thứ nhất á, căn nhà này là nằm trong cái hướng đông bắc, và hướng ngược lại là nằm trong cái hướng tây nam. Thì quý anh chị và cô chú nào đi xuống trước thì chúng ta có thể là ưng cái vị trí nào, chúng ta có thể là lựa được cái vị trí đó trước nha quý anh chị. Thì hiện tại á, quý anh chị đã theo dõi hết từng video đầu tiên rồi đúng không? Từ cái đoạn đầu tiên thì những cái nội thất như là một cái bộ ghế sofa bằng gỗ nè, một cái kệ tủ tivi, rồi tủ lạnh, rồi tủ bếp, cũng như là một cái bàn ăn. Rồi phía trên lầu thì có hai cái giường, hai cái phòng thì đã setup được cái giường ngủ cũng như tủ đựng quần áo và một cái bàn trang điểm. Thì tất cả những cái nội thất hiện hữu trong nhà này
sẽ được tặng lại hết cho quý anh chị ha. Và mức giá mà chủ đầu tư giao cho Lộc Nguyễn review là 1 tỷ 369 triệu cộng tặng những cái nội thất hiện hữu trong nhà, và sẽ tặng thêm cho quý anh chị một cây vàng nếu quý anh chị đi xuống xem và đặt cọc trong vòng 24 giờ thì quý anh chị sẽ được thêm một cây vàng nữa, một cây vàng và những cái nội thất hiện hữu trong nhà. Quý anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Căn nhà này có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh, chỉ có 1 tỷ 369 triệu. Hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình 0772010726 để đặt lịch. Lộc Nguyễn sẽ dẫn cho quý anh chị đi xem thực tế căn nhà này ha. Đúng nhà đúng vị trí nên quý anh chị yên tâm nha quý anh chị. Thì cuối video, Lộc Nguyễn xin mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn tràn đầy hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.